Dạ con chào. Cô đó là tên gì? Dạ Trần Thị Cẩm Tiên. Trần Thị Cẩm Tiên. Dạ. Dạ, sư xin thay mặt cho các sư sãi. Chào cả nhà, mình đã đến chùa Ba Xoài. Thì lều này là cái lều sư cả mới xây là để sư ở. Với cái nhà phát quà, nhà khách này sư cũng mới cất á. Còn chánh điện cái chùa thì ở bên đây, chánh điện cũ. Hồi xưa đó giặt giả nó rồi bơm đạn bắn bể trơn rồi sư đắp chắp giá làm lum trơn. Rồi giờ sư sửa soạn xây lại chánh điện mới cả nhà. Thì đá nè, cát nè, sắt rồi kia sư mua về hết. Chánh điện làm ngay đó đó cả nhà. Từ trong đó ra đây là 32 mét, 29 chứ, 29 mét, 29 mét là chiều dài cái nền đó là 29 mét, bề ngang 19 mét là chánh điện. Nữa cái lò thiêu đó sư dời ra tuốt ngoài kia. Còn cái này nhà tăng cũ mục nát hết rồi, hư hết rồi. Bây giờ không dám lên, sụp. Còn ở trên này là chánh điện cũ cả nhà. Mình quay lại chánh điện cũ cho cả nhà xem. Chánh điện cũ này hồi xưa đó, bức tường đó, không có xây gạch nha cả nhà. Ở dưới nền này thì xây bằng đá. Còn ở trên này là không có xây gạch nha. Toàn là mình đóng học, người làm cái xương á, đổ bê tông hết. Nè, đạn bắn nè. Sư chấp giá lại. Cánh cửa bể hết luôn, sư giá lại hết. Đây là chánh điện cũ nè. Cột bị bể hết luôn. Tất cả đều bị bể hết luôn cả nhà. Người sư giá mới giá lại. Đây cũng gì nữa nè. Bể trơn. Bức tường này là toàn là bê tông hết cả nhà, không có gạch. Hồi xưa nó đóng học nè, nè. Nó đóng học cái nó làm xương sắt ở trong cái nó đổ bê tông hết. Bây giờ bị tróc ra trơn vậy nè cả nhà. Lồi sắt ra luôn rồi.
Ở đây cũng vậy luôn. Đạn bắn bấy nhảy hết trơn luôn. Sắt lội hết trơn. Ồ, cái viên đạn á, viên đạn kẹt này. Cột bị bể hết trơn, nổ hết trơn đó nha. Mấy cái cột nổ hết trơn. Sau này sư xây cánh điện đó xong á, hồi xưa mới đập bỏ hết cái lợp ngói rồi ra hết, chừa lại 4 cây cột, chừa lại 4 cây cột để che Đức Phật chỗ chánh điện đó là rồi chứ, còn nhiêu là dở hết, tại vì ở trong chùa đó không được để 2 chánh điện á, cho nên sư xây chánh điện mới rồi là sư đập bỏ hết, chỉ chừa chỗ chánh điện thôi, chừa chỗ chánh điện che mát cho Đức Phật là rồi. Bể nổ trơn đó nha. Thôi cái này muốn lấy ra được luôn nè, nhúc nhích luôn nè. Ôi, bể hết luôn rồi. Tranh ở trên là tróc hết trơn luôn. Chùa này thì ở đây cũng rất ít Phật tử, tại vì sát ở trong núi, núi Ba Xài á. Chùa này nằm dưới chân núi Ba Xoài. Hồi xưa sư cả, ông sư cả hồi xưa ở đây á, là lâu rồi. Hồi đó ông nuôi cặp rắn hổ mây á. Ông nuôi cặp rắn hổ mây á, là thường thường đó là trên núi ông kêu lên kêu xuống vậy. Sau này cái hang cặp rắn nó cũng còn ở trển nữa, rồi dân chúng nó lên xuống hoài, biết là sợ á, người ta lắp lại, lắp cái hang ở trên núi rồi, hang rắn không may. Hôm nay có chị mà Trần Thị Cẩm Tiên gửi cúng dường, gửi cúng dường cho sư để cúng dường tam bảo để tiếp xây dựng chánh điện chùa cả nhà. Chị đã gửi mình 5 triệu để cúng dường. Ôi ơi, dạ. Bung lên hết gì nữa nè. Chặt nó bung lên hết trơn. Mấy cái cột là nứt hết trơn, nó bung ra trơn à. Bung ra trơn luôn. Hôm nay chị gửi 5 triệu đến cúng dường cho chùa. Mình đến đây mình trao chùa Ba Xoài. Qua đây cúng cái này. Ở đây rất nhiều tượng Phật luôn cả nhà. Có tượng Phật bằng gỗ nè, tượng Phật này bằng gỗ nè. Đây tượng Phật đứng cũng bằng gỗ nữa nè. Đẹp quá đẹp. Bên đây có tượng Phật bằng gỗ nữa. Ở trong cái thùng bát này ổ ong cứng ngắc chẳng trơn cả nhà. Vì ổ ong rồi ong nó bay ra bay vô rồi. Nhiều dữ lắm.
sư nói ổ ong này ở đây lâu lắm rồi mà sư không có đuổi đi. Hồi xưa sư cả ở đây nè, người mưa dột rồi mấy ông mới lấy thiết rồi che lại nhóc hết trơn. Mưa dột á, rồi sau này có Phật tử bên Mỹ gửi tiền về xây cho sư cái liêu đó. Sư ở tới giờ là cái xây cái liêu đó 270 triệu, là có Phật tử bên Mỹ gửi về cúng dường. Sư đang quét xong. Dạ con chào sư. Dạ mới tới. Dạ quá đẹp sư, các cái nhà khách này quá đẹp luôn. Đây là nhà Phát Hòa, còn cái liêu đó là sư ngủ. Còn phía trong này thì hai phòng vệ sinh ở phía trong. Dạ hôm nay con đến đây để con trao số tiền của chị Trần Thị Cẩm Tiên ở Tiền Giang á sư. Dạ cúng dường cho chùa 5 triệu. Dạ để tiếp sư xây dựng chánh điện. Dạ. Dạ con chào. Cô đó là tên gì? Dạ Trần Thị Cẩm Tiên. Trần Thị Cẩm Tiên. Dạ. Dạ sư xin thay mặt cho các sư sãi và ban quản trì ở trong chùa Ba Sài thì xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Cẩm Tiên. Trần Thị Cẩm Tiên. Dạ. Thì cô sống ở Tiền Giang anh? Dạ Tiền Giang. Dạ sư xin chúc cho cô được dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an, thành công trong cuộc sống, và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chánh điện của sư đó là chấn bi lạm rồi đó. Ngày dạ. Mai đó là thờ nó vô á. Dạ. Vô trao đổi với sư đó. Dạ. Thì bây giờ nó cũng dịch bệnh nó nhiều. Dạ. Bây giờ chào đôi thì sao, thì làm được hay không đó anh? Dạ. Thì làm được thì thở đó bắt đầu làm đó. À, tới chánh điện mới đó. Dạ. Thì lúc trước sư cũng xin phép hết trơn rồi. Dạ. Bây giờ nó dịch bệnh nó ngừng lại không có được làm đó. Dạ. Dạ, bây giờ gần được làm rồi. Dạ. Dạ. Khi nào mình khởi công hạ nền móng xuống là mừng. Thì sẽ nói cho anh biết đó, thì cái chành điện mới đó. Thì lúc trước đó cô ở bên châu Âu á. Cô ở bên châu Âu đó tên là cô Châu. Cô đó bên được Na Uy đó. Thì cô đó lúc trước cô tỉnh xây dựng cái tỉnh xá của sư đó. Cô đó giúp xây dựng cái tỉnh xá của nhà tăng đó là 270 triệu đó. Dạ 270 triệu. Dạ bây giờ cô đó thì làm cái chành điện mới đó, giờ cô giúp thêm nữa. Dạ. Bây giờ cô giúp thêm được 500 triệu nữa. Dạ thêm 500 triệu nữa. Dạ 500 triệu nữa. Dạ. Bây giờ cô nói đi, cô nói là bây giờ sư là bắt đầu làm đi. Dạ. Là cô đó phải hỗ trợ làm chánh điện nhà Phật đó. Dạ. Dạ giúp sư. Dạ, được làm chánh điện mới. Dạ. Tại vì chánh điện này cũ hết trơn anh biết rồi. Dạ dạ dạ. Dạ đặt hắn luôn. Thì cái chánh điện đó là xây dựng là sau 17 năm rồi. Dạ. Bây giờ nó không có làm được nữa. Dạ. Thì mình sửa chữa cũng không được nữa. Dạ. Thì mình bắt đầu làm mới đó. Dạ. Bây giờ cô đó ở bên châu Âu đó. Dạ. Cô đó điện quan sư. Cô nói bây giờ sư làm mới đi. Dạ. Cô phải giúp
đó, dục tiện làm trần điện mới đây là 500 triệu. Dạ, yeah, 500 triệu. Thì cái tình xá này cũng cô dục được 270 triệu đó. Dạ. Dạ. Vậy là cũng chúc mừng cô lắm đó. Dạ. Cho cô được dồi dào sức khỏe, hoàng sư bình an vậy đó. Dạ. Con thấy cái chánh điện cũ của nó, mấy gốc cột, chân cột nó nổ trơn rồi chứ. Nổ hết trơn rồi. Nổ bể hết trơn rồi. Dạ. Dạ. Nguy hiểm quá. Thì lúc đó sư cũng có một hòa thượng đó anh. Dạ. Ông hòa thượng lại thì xin sửa chữa, tại vì chùa nó nghèo. Dạ. Phật tử từng được 100 hộ à. Dạ. Thì Phật tử người ta làm ruộng, làm rẫy gì đó anh. Dạ. Mà không có tiền nhiều thì mình xây dựng chành điện mới. Tại vì cái chành điện mới là mình xây dựng chắc tốn tiền cũng nhiều. Dạ. Chắc hơn 5 tỷ nữa đó. Ôi, 5 tỷ. Dạ, hơn 5 tỷ. Thì bây giờ Phật tử ở bên chùa sư này được 100 hộ à. Dạ. Thì 100 hộ thì chắc làm không có nổi. Dạ. Mà cô đâu biết á, cô ở châu Âu đâu biết á. Dạ. Cô nói bây giờ sư làm đi, cô phải giúp hỗ trợ cái chành điện nhà Pháp đó đó. Dạ. Là 500 triệu rồi. Dạ. Đây là cô đứng trước đó. Dạ. Vì cho Phật tử theo nữa. Phật dạ. tử nào có lòng hao tâm đó. Dạ. Đến giúp xây dựng chành điện Phật đó thì mình phải hỗ trợ sao đó. Dạ. Dạ, vậy đó. Dạ, con cũng lên khi nào mà khởi công làm, con lên con quay kêu gọi tiếp sư. Dạ. Dạ. Để cho sư có tiền để mà xây dựng cái chánh điện nhà Phật cho hoàn thành. Dạ. Dạ. Dạ, ở đây rác núi, ở đây Phật tử có 100 hộ hả sư? Dạ, con 100 hộ thì 100 hộ đó là được khá nó mới được 30 hộ à. Dạ, còn nhiêu nghèo? Nghèo đó cũng 40 hộ à, thì nó hơi giao giao một chút, làm ruộng 20 công, 30 công, 10 công gì đó được 30 hộ nữa. Dạ. Tổng cộng là 100 đó anh. Dạ. Thì ba vị sư không có giảm xây dựng mới, tại vì Phật tử đó. Dạ. Nghèo đó, không có giảm làm mới đâu. Dạ. Giờ có cô ấy, giúp thì sư phải làm, tại vì anh chúc được trước rồi đó, thì đá gì đó là. Dạ. Được hết trơn rồi đó. Dạ. Yeah. Không biết cái cô đó có lên thấy cái video con đang quay đăng lên không? Chắc thấy. Dạ, chắc thấy. Cô đó có xem đó. Dạ. Sư cũng có gửi cho cô xem. Dạ. Yeah. Tất cả ơn trực. Thấy mà đem đá là hớ biết nhiều đá luôn rồi. Đá đó là 650 khối. Dạ, 650 khối. Dạ, 650 khối. Dạ. Vì mình mua cát nữa. Dạ. Mình mua cát được, sư mua hết gần 20 xe cát rồi. Dạ. Lúc đó chuẩn bị làm đó. Dạ. Mà có hai bữa nó làm đó là có dịch bệnh luôn rồi đó. Dạ. Thì dịch bệnh nó ngưng lại thế nữa đó. Dạ. Là cái lúc đó tới lúc này là 4 tháng mấy rồi. Dạ. Mình làm đó anh. Dạ. Nó bệnh đó. Vậy chứ mấy trăm khối đá đó thấy gì chứ không đủ đâu. Không đủ. Vì làm cái nền ở dưới này, đổ bê tông rồi này kia dữ lắm luôn. Người làm dạ, cột mình, nữa. Xây dựng tranh điện nó cũng tồn tiền. Dạ. Dạ. Thì mình làm cũng hơi lâu. Dạ. Mình không có tiền đó. Dạ. Mình làm lâu. Thì mình có tiền hỗ trợ nhiều đó mình làm nhanh. Dạ. Nếu mà có tiền á thì mình kêu thợ đông đông thì làm mau chút. Dạ thì mình có tiền sẵn đó thì mình làm chắc 2 năm là đổ vậy anh. Dạ, 2 năm. Thì mình không có tiền thì mình người ta hỗ trợ thì mình làm, thì mình có tiếng mình làm. Mình không có tiếng thì mình ngưng lại gì đó. Dạ. Chắc 6 tới 5 đó. 6 tới 5. Cũng như chùa Sập Gia sư. Dạ. Làm 7 năm mà chưa mới được phân nửa.
bởi vì Phật tử khi nào Phật tử cúng dường được số tiền cái làm hết tiền cái ngưng, thành ra nó lâu chứ không gì. Bên bên Phật tử của sư đó thì làm ruộng. Làm ruộng thì một vụ đó là 3 tháng. Thì 3 tháng mới cúng dường một lần. 3 tháng cúng dường một lần. Tại vì họ làm ruộng gì đó anh. Làm ruộng cắt lúa. Cắt lúa xong hết rồi thì có tiền đó lại cúng dường một lần đó. Được 20-30 triệu gì đó. Thì tới cái vụ sau nữa là 3 tháng nữa. 3 tháng nữa cắt lúa thêm nữa thì ban hết trơn rồi thì có tiếng lại cúng dường giúp giúp chùa nữa. Ba tháng một lần, 3 tháng một lần gì đó. Thì một lần được 40-50 triệu gì đấy. Họ họ giúp á. Tại vì một chầm hộ. Người 500, người 200, người 1 triệu. 500, 200, 300 cũng có. Tại vì sư chỉ có nhiêu thì giúp, nhiêu thì chỉ có ít thì giúp, ít thì không có sao đâu. Thì mình có thì mình làm, thì mình có thì mình ngận lợi. Tại vì Phật tử cũng nghèo, thì cho họ giúp mà chùa nhiều đó, thì họ có núi con, núi vợ, núi chồng gì đó. Giúp chùa nhiều đó, họ không có gì đâu ăn. Thì họ nhiều thì họ giúp nhiều thì sẽ không có cần đó. Đây là cái liều của sư Khả, thì cô ở bên Na Uy á giúp cho sư xây cái liều này là 270 triệu đó cả nhà. Rất đẹp luôn. Còn cái nhà khách với cái căn phòng ở bên kia thì Phật tử ở Úc với ở Sài Gòn giúp cho sư. Còn ở đây là cái nhà tăng cũ mục hư hết rồi. Kẹt bệnh dịch cho nên hôm nay chưa có khởi công làm. Đây là sắt sư mua hết rồi nè. Này mấy tấn sắt luôn. Ở đây cũng có luôn đó nè. Mấy tấn sắt luôn. Ôi ôi con sắt này bự luôn. Ôi ôi bành kỳ luôn. Ôi ôi sắt to không à. Này nhà tăng cũ hồi xưa đó cả nhà. Hư hết à. Mục hết rồi. Bây giờ ở trên nó tróc rồi. Nó tróc rớt xuống. Đi lên trên sợ sụp. Tróc hết trơn luôn. Lồi sắt hết. Cho nên đi lên trên cũng ngán. Sư xây cái chánh điện này bề dài. Đây là chỗ này là chỗ chánh điện. Từ từ đây ra đây là 29 mét chiều dài của cái nền đó. Bề ngang là 16 mét. Bề ngang sư xây cái chánh điện là 16 mét. Thì lúc nãy sư có nói là ở cái cô bên Na Uy lúc trước giúp xây cái liều của sư, hiện giờ sư ở đó là 270 triệu. Giờ cô đó mới gửi thêm 500 triệu để giúp cho sư xây chánh điện mới. Tại vì chánh điện cũ mấy cây cột nó, mấy cái chân nó bị nổ hết rồi, không biết cái sụp giờ nào. Cho nên bây giờ sư với Phật tử cũng không dám vô đó cúng. Còn cái lò thiêu đó đó, nửa dời ra tuốt ngoài kia cả nhà. Thì sư bữa nãy nói đá là mua hết trơn 650 khối. Còn cát mua mới có mười mấy 20 xe vậy à. Cát mua mới mấy 10 xe nó đổ. Còn này là sắt 8 trơn. Sắt 8. Sắt 8 với sắt 10. Hai loại.
con này sắc gân mười mấy, sắc 20 vậy, sắc lớn. Con này 12, 14, này 14, sắc to không. Các đá sư mua hết 650 khối đá. Các sư mua cũng 20 xe vậy đó. Chỗ đó mỗi đống xe nó mà không biết nhiêu đống luôn. Ở đây nữa, ở đây nữa. Trong cầu mong cho hết dịch bệnh đi, đặng sư cho mấy ông thợ lại làm cho mau rồi. Nếu có tiền làm khoảng 2 năm là xong cái chánh điện cả nhà. Nếu mà tiền đầy đủ làm xong trong vòng 2 năm là xong. Nữa chánh điện bề ra gì là 29 m. Bề ngang 16 m. Mình cũng mới trao tiền của chị Trần Thị Cẩm Tiên ở Tiền Giang. Nó trao cho sư rồi. Mình đi quay vòng vòng chỗ cái nền chánh điện cho cả nhà xem. Đây là đá 46. Này đá 12. Quá khứ nhiều luôn. Còn này là đá, này đá gì mà bành bành không nha. Đường này thì đi ra ngoài cổng về tỉnh Biên. Đá ở đây đá xanh không cả nhà, chứ không phải như ở mình ở ngoài là đá trắng. Ở đây toàn là đá xanh mà. Đá xanh này nó cứng. Đá xanh dờn, ngọn. Xanh đen. Đá xanh đen không à. Đá nào không gì chứ. Đây là chánh điện cũ. Chánh điện hư thì trơn. Mấy góc cột ở dưới bể trơn rồi. Nhà có bức tường á. Bức tường đổ bê tông dưới cột ở trong bức tường còn á. Cho nên mấy góc cột ở ngoài nó không có chịu nặng không. Nông đá 600 mấy chục khối. Ghê. 600 mấy chục khối. Xây. Nửa cái nền ổng xây bằng nửa cái nền ổng xây bằng đá hay gan gì nè em, chứ không phải xây bằng gạch. Xây bằng đá thì nó mới mờ bền, nó không mục. Bằng gạch thì nó mục. Này là ở trước nè, ở trước, ở trước chánh điện. Xưa thời chiến tranh ở đây là quân lính rồi kia đóng chốt ở đây nè, ra đạn bắn túi bụi tùng bụng. Hồi xưa lúc trước sư xài nước cái hồ này nè, bây giờ nước này dơ hết rồi cho nên sư không có xài nữa. Sư xây nhờ Phật tử cúng dường xây được cái bồn nước, rồi sư hứng nước mưa đó, giờ nước mưa đầy rồi. Sư được 3 cái bồn nước rồi, sư xài dự trữ được rồi. Chứ ở cặp tiền núi này thì không có nước, ở trên núi không có nước chảy xuống nữa. Sư mướn khoan 3 chỗ mà không có nước luôn.
nổ hết trơn cả nhà, bể hết trơn luôn cái chân cột nè. Này không có bức tường ở trong nữa mà lấy cái này chịu là sập liền. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Mình cũng mong quý Phật tử gần xa thì ủng hộ mình, giúp đỡ cho sư để sư có một số tiền để xây dựng chánh điện nhà Phật mới hoàn thành sớm nhất. Xin cảm ơn quý Phật tử. Chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha.